À, bây giờ là thấy đó tâm hàn nè, rồi hậu nè, rồi tâm hàn, hàn anh bạn đây là ai, giới thiệu đi. Hả? Rạch Gầm. À, nhà thơ Rạch Gầm hả? À, mà cũng là dân Trần Lục mình ấy, phải không? Cái này là đi ké, À, cái này là đi ké. Xin coi chừng anh Trạch Gầm là... À, anh Rạch Gầm. Dạ, chào chị. Chạy vô, chạy vô.